À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dũng Fan TV. Thì hiện tại team của Dũng Fan TV đang đến một đoạn đường rừng để vào với cái hang rục tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nha các bạn. Đó, tiếp sau là các anh em đang đây. Anh em chào mọi người đây. Hello mọi người. Theo như anh Him, chủ cánh của Him Cộng, là mình sẽ đi cái đường rừng này là mất khoảng 15 phút nha các bạn. 30 phút. Nhưng chiều nữa sáng đêm lên 15 phút cộng cứ 15. Ờ. Thì sáng đi ai chạy thêm về đó, tận 10 giờ. Vợ. Anh Him Cộng là người tại địa bàn đấy cho nên là di chuyển rất là nhanh lẹ nha các bạn. Ai thiệt đi, thiệt cả kia cơ. Gì? Quay vũ khí mà. Cắn này. Cắn này nha. Không cắm nha. Ok đi. Cắm cắn đâu. Đưa di chuyển đi, di chuyển đi. Qua chỗ này đi. Quay đi, đi qua biển biển bên tay phải á. Ok. Quay. Cắn nó luôn. Cứ ngay này quay. Ui, cái ông đi tù. Ừ, đi 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 đi. Ok anh ơi. Ông à, ông phú. Ồ luôn, ui trời ơi. Rồi đoàn gặp một là gì đi uống đi ui. Tổ ống nhá các bạn. Ống mật. Anh nhỏ. Khi mà di chuyển trong rừng đi. Tránh trong người ra, trong ga ta. Tránh. Sẽ gặp rất nhiều là cái trở ngại. Chạp vô, quay vô camera cực đẹp luôn. Cậu cá gì nó sưng ra giờ chứ. Nó cũng tròn ngái vậy. Em tí đúng tác. Các bạn quan sát nhé, dưới chân toàn bộ là đá tay bèo này, khá là nguy hiểm nha các bạn. Ui. Đúng đường cho bạn Him Cộng ơi. Hả? Mình là thành viên bị ong chích. Thưa các bạn nhé, sau khi một thời gian di chuyển thì mình đã đến cửa hàng đây đấy các bạn này. Đúng.
cửa hàng rất là rộng. Chứ mình sẽ di chuyển theo đường nào không Hiếm? Đường này à? Đây là đầu hàng, còn mình sẽ... Để đến với điểm nên là rất khó khăn gian nan đấy các bạn. Phải di chuyển. Mình xin tắt camera để di chuyển xuống đấy nha các bạn. Ô, đi xuống đấy à? Nhìn hàng rồng nha các bạn, xấu lắm. Để tao đi trước. Đi trước để quay. Quá vất vả nhá. Các bạn thớt à? Một giờ đấy khó thôi, còn lại gì nữa? Phát đưa xuống đi. Không, có lửa đổ cái nồi kìa. Soi ra thì biết thật. Đừng nhảy cạnh ơi, trượt ạ. Xuống cái kia. Cẩn thận đi. Xe ra, xe bắn nó đi. Quá nguy hiểm các bạn ạ. Để giới thiệu được cho các bạn những clip đẹp đi. Đã tìm rất là vất vả. Đấy là nước nhá các bạn. Nước này là sẽ tạo nên các cái thạch nhũ này. Và đấy là tạo ra những cái miếng giếng rất là đẹp. Em ăn cái này, ăn cái này cái gì của hai? Rồi. Đây à, lúc này mình mà đứng tê mới đẹp đấy. Em bây giờ đi không được, chờ đi không được đó. Ừ. Thế giờ là mình đã ra đến miền hang nha các bạn. Mình mấy chục cái xuống, mấy anh em chục cái đi, mình mấy xin chục đi. Dừng cẳng đó. Giống như nước đá luôn á. Giống như nước đá mịt. Số đá đâu? Wow, cực kỳ đẹp các bạn. Wow, cực kỳ là đẹp cho các bạn. Nước mặt lạnh nữa các bạn nhá. Nước như nước đá. Đúng rồi, đen trên nặng là xanh này. Bình thường xanh xanh. Tầm là đánh bây giờ ra, tầm bên đây qua đây bên nửa có cái chỗ ra đó đó. Ơi.
chết, lạnh nhất, lạnh nhất. Các bạn coi quang cảnh đây khá hùng, thật là hùng vĩ, nhưng mà nó khá hùng vĩ đó các bạn ạ. Đấy. Không hắn phải tắt, hắn nó quay đâu. Cực kỳ là vất vả các bạn nhé, hiểu không? Tới được đấy là cực kỳ vất vả các bạn. Nhưng phải rồi sau một hồi tắm mát thì bọn mình thưởng thức cái món gà luộc nhé các bạn. Gà bản nhé các bạn. Gà bản luộc chín này. Rồi mời tất cả anh em này. Mời các bạn này. Vô. Ui da. Thì khung cảnh nhưng mà nhâm nhi lông bia và ăn thịt gà. Thì là thật tuyệt vời các bạn nhé. Chỉ có gà luộc thôi. Và bia. Có, đang quay. Quay ở mua đó. Quay ở mua đó. Quay thêm lắp. Thêm lắp. Mời cho lon đi. Mời cho lon đi. Cái lon lon của bạn mình uống được mấy bông? Hả? Mình kể hết rồi. Ừ, cái đi em bỏ bên nửa chỗ đây, cho bỏ đây đi. À, xin lỗi các bạn nha, vì một tay cho nên là cũng rất khó để xé thịt gà để thưởng thức. Đây, mời các bạn miếng thịt gà. Quay mở bia ra bán nha các bạn. Nhìn nha. Rất là cả luộc, nhìn rất là ngon nè các bạn này. Rồi xin mời các bạn nhá. Này, quay mở bia ra. Xin phép thử miếng gà. Rồi chuẩn bị thêm muối. Rồi, mời các bạn nhá. Gà ngọt các bạn ạ. Ngon. Này quay mười bia này. Chuyên nghiệp lắm. Đấy. Ok chưa? Này, này xuống cái này đi. Này uống tí đi, đem vào đán. Chưa uống nó này. Để lo. Cá uống. Này bỏ nó đi. Cá đi. Bỏ đi. Này chúc mừng anh đến Chân Hóa nha. Quá nè. Đi 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 đi
Anh chóng rồi là đúng lúc này thì có gì nữa mà. Em à, ờ, tao lại làm gì? Em đúng lúc này là có gì đây ở phía đúng nó không có nhớ còn không? Đấy là trẻ em, bây giờ em bay tôi cũng bìa. Ồ, kiếm rồi, bay tôi bìa, con cũng vừa kiểu gì. Hôm nay là cho đám thi bán em thì có sơn rồi. Không bán. Đến thả nhau ấy. Hồi em cũng hồi con đàn ông. Anh hiểu anh không hiểu lộn nhau liên tục ở chứ ta. Mà em ăn luôn kiểu cả.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tiếng của Dùng Phan TV. Giờ đi mình xin phép tạm dừng clip tại đây nha mọi người. Mọi người thấy hay thì cho mình một đăng ký, một like để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Xin cảm ơn mọi người. Bye. Ta là thì nhớ kìa. Bye. Tôi sẽ nhớ.